Rồi, hello anh em. Hiện tại thì mình đang ở Cai Lậy của Tiền Giang nha. Thì qua video cũng xin cảm ơn tất cả những người anh em đã ủng hộ nhà vườn trong những lô mai vừa qua. Thì hôm nay có một lô mới anh em ơi. Ở đây là nhà của anh Phong nha. Hôm nay anh có 6 cây mai tàn khủng anh em ơi. Giá cả thì bao hợp lý cho anh em luôn. Rồi mời mấy quý anh em vô tham quan. Hợp nhãn cây nào liên hệ với anh Phong nha để mình chốt. Một cây mai lớn nhất trong vườn của anh Phong. Cái cây này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Cây này chắc khoảng cao khoảng 7 mét, tán ngang khoảng 7 mét anh em. Rồi, cao 7 mét nha, tán ngang tầm khoảng 7 mét. Cây này lượng lượng nha, không có đo cụ thể, có thể hơn nữa nha anh em. Siêu tàn luôn. Một cốt đi lên. Đây, thẳng băng luôn nha anh em ơi. Điều do à. Thấy bộ tàn là thấy ăn tiền liền nè. Tròn trịa hết. Thiên nhiên. Chưa qua chỉnh sửa gì hết nha. Đây. Cái này do khuôn viên của cái nhà của anh Phong không rộng khung nha. Cái mình đi xa, khoảng cách xa không được anh em ơi. Cận cận nha. Tàn này anh em tới là anh em kết liền. Cây này giá cực kỳ hợp lý nha nè. Mặt bông là khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Phong? Rồi bông từ 5 đến 12 cánh nha anh em. Nói chung có hình bạch bông luôn nha. Hàng năm chơi bông đó. Anh em cứ yên tâm. Đây lá đây. Xanh chành nha. Cây thì nói chung nó còn tơ anh em ơi. Nuôi phát triển nha. Phơm này gì anh em cứ lên cái bồn cao nữa nè. Trồng nữa cây lên nó hùng vĩ lắm nè. Tàn đều hết. Này do trời nó sắp chuyển mưa nó hơi tối tối xíu nha. Các vị anh em theo dõi video thông cảm nha nè. Mình có điều kiện đến trực tiếp vườn của anh Phong mình tham quan. Nó sẽ rõ hơn cây bên ngoài nè em ơi. Mới vô ấn tượng cái bộ tàn rồi. Rồi tiếp theo vào quay cái thân và đế cho anh em xem. Wow. Tàn lớn hơn màu đế nha. Chồng lắp lại. Mà đế nó chỗ là gì nè. Gà múa lượng nha, cuồn cuộn nhau, đường kính ngang tầm khoảng cao, khoảng 2-3 mét nè, bộ đế đó. Thần gốc xoắn nha. Rồi em nhờ anh đo thử mấy em cái hoành coi như anh. Cây này cũ nở nha, đế thì tròn trịa hết. Mình đo nhiều thông số đây anh. Đây 76. Rồi, đầu tiên 76 nha. Đây, rồi. Đây chụp xuống nha. Cây bự thì mình đo vậy cho anh em vị trí cho tới xem. Đó. Đây là 87. Rồi, 87 mình đo trên cao luôn anh. Đúng rồi. 60. Rồi, 60. Thoát thân 60 luôn anh. Rồi, thoát thân 60 mình đo cái cành nó coi như anh. 32. Rồi, 32 nha. Xương tành mà xương cành là bao bao lực luôn em ơi. Đều do à. Cũng lâu rồi mới có cây mai tàn thiên nhiên mà nó lớn rồi nè. Nó đều rồi nè. Tự nhiên luôn. Làm coi nào đấy nè. Đều do bắt tay bắt tay không. Cây này khai thác đế nó còn nữa vậy nè. Thân dặn xoắn nha. Con cây này lớn nhất mình quay từ từ cho anh em xem cho nó rõ, anh em có thể chốt qua điện thoại với anh Phong luôn. Này, nhìn xương phía bên trên nè. Một cốt ngay băng lên luôn nha. Không có xiên quẹo đâu hết. Nồi đế này tầm khoảng 4-5 mét là bình thường anh em ơi. Khỏe luôn. Cho anh em xem lại lần nữa cái bộ tàn vậy nè. Thấy bộ tán là kết liền nè em ơi. Đủ tiền. Cây này tết chỗ bông là chịu không nổi vậy nè. Nhìn cái dầm tán nữa. Thoát thân lên tầm khoảng mét mấy 2 mét nha. Rồi xoay tàn.
Rồi cây số 1 này mình chốt với khán giả cách sao anh? Cây số 1 này xin giao lưu với anh em là 200 triệu nha. Dạ. Ví dụ như sẽ bao ship cho anh em 200 km. Rồi anh em nào thiện chí tới anh em tự bứng tự đào thì mình sẽ fit tiền và anh em vận chuyển nha. Đang đô cho em, anh em mình vẫn còn thương lượng. Ví dụ như cây lớn tiền thì anh em cứ lại coi đi trực tiếp đi cho nó dễ. Rồi giá 200 triệu nha anh em. Bao ship cho anh em là 200 km ha anh? Đúng rồi. Rồi anh em nào tự lại tự bóc thì mình sẽ bớt ra tiền vận chuyển cho anh em. Rồi nói chung là còn thương lượng nhẹ chút đỉnh nha anh em. Mình yêu thích và thiện chí đó, cứ mạnh dạn alo nha, số điện thoại anh Phong nghe phần tiêu đề đó để sở hữu cây mai này. Rồi alo nha anh em, nhanh tay thì còn 200 triệu còn thương lượng nha. Phía ngoài sau anh em ơi, cái lô này 4 cây anh em ơi, cái này là mình chốt rồi cách sao anh Phong? Cây này là mình bán 4 cây anh em. Rồi, ví dụ anh em nào mà thiện chí có muốn xe lẻ thì anh em cứ alo cho mình. Rồi thích cây nào là mình vô luôn cây đó tùy theo giá anh. Đúng rồi. Rồi cái này là chốt hết 4 cây nè em ơi, 4 cây có giá tốt nha. Rồi, này tính như gốc số 2 nè em ơi. Số 2 này chiều cao khoảng nhiêu vậy anh Phong? Cây số 2 này cao khoảng 5 m đi, tán ngang 4 m hơn. Xé ra nó còn bự nữa tại tàn thiên nhiên rồi chưa chằng. Rồi, tàn nguyên bản anh em ơi, cao 5 m, ngang cũng tầm khoảng 400 m luôn nha. Tàn thiên nhiên. Vậy anh em cắt cho nó gọn gàng lắm thôi, vô dây nữa là ok anh em ơi. Mặt bông nó là sao anh? Cây này bông từ 5 tới 9 cánh. Rồi 5 đến 9 nha. Cây đây anh chăm xanh chành nè, mượt ô nè. Rồi một cốt đi lên. Thân gốc lắc lượng nha. Vàng xương thiên nhiên mà nó đóng đều đẹp nha nè, bắt dài lên hết. Anh em nào có khuôn viên công cộng nó đem 4 cây này về chơi. Tiềm năng nha anh em. Vừa đẹp vừa mau lên tiền luôn. Rồi đây cái đầu đế đây. Nguyên cục như quái thú nó ngồi nha. Cây này khó đo ha. Đúng rồi. Nguyên cái bể quá trời. Đo cho thầy trước đi. 66. Rồi, 66 nha, trên cao. Chụp xuống nha, chụp xuống nha. Rồi, ok. 70. Rồi, 70 nha anh em. Rồi, nồi đế cái này là 2,5 m nha anh em. 28. Rồi 28 nha. Nói chung là cây zin nên không có mô đế anh em ơi. Có nhiều quay cho anh em xem nhiều. Rồi mình cứ đến trực tiếp tại vườn đi, mình tham quan mô đế xem bình thường để mình chốt trên Phong. Cây thân nó mập lù và đá lắm nè. Ủa nhà xương này rất là to nha. Quay lên cho anh em xem nè. Điều do à. Rồi cái bộ tán từ xa nha anh em. Đây. Rất là to nha anh em. Nói chung là hoàn toàn tự nhiên luôn. Cái này bán cho anh em vậy anh em chỉnh sửa lại cho theo ý anh em cho nó dễ nè. Rồi mã số 2 nha anh em. Rồi tiếp theo nha anh em, cái này là mã số 3 nha anh em. Một cốt tàn thiên nhiên luôn. Cái này nó có cái phơm sẵn anh em, vậy anh em cắt nhẹ nhẹ phía là hai bên nữa là nó ra tầng thông liền. Chiều cao là 4 mét nha anh em, tán ngang cũng 4 mét luôn. Cũ nở nha. Cây số 2 này mặt bông nó sao chia sẻ luôn anh? Cây này cũng 5 đến 9 cánh anh em ơi. Rồi, 5 đến 9 luôn. Cây thuần rồi, sức khỏe ok hết em. Để anh thuần sẵn hết trơn rồi. Rồi anh đó em cái hoành cây số 3 luôn anh. Cây này thân gân guốc. Đế nè. Cây cũng khó đâu à. 54. Rồi 54. Mình đo thêm thông số nè. Cây này nó u nần khó đo ha. Nó chặt xuống nó nở ra. 60. Rồi 60. Đế này nó còn ra nữa rồi nè. Đứng này 1m7 đi. 1m7 là phần nổi nha. Rồi 1m7 nha. Đặt ở trên. Xương tàn to lực nha nè. Đều hết. Đều do nha. Này do đó anh trọng thả thiên nhiên á. Nó bừa bộn xíu nha. Về canh chỉnh chút là nó ngon lành liền qua. Mã số 3.
Rồi tiếp theo anh em ơi, cái này là mã số 4 nha nè, một cốt luôn, tàn cũng thiên nhiên luôn, cao 4m, ngang 4m luôn nha. Nói chung hôm nay 4 cây ở sau lô này thì nó tàn tán nó ngang bằng nhau anh em ơi, toàn bộ tàn zin hết, nguyên zin, bông cũng 5 đến 9 luôn ha anh Phong. Rồi để giáp dòng của tàn cho anh em xem, đều do hết nha. Nguyên zin, tàn đều hết. Này khuyến khích anh em đến vườn anh em tham khảo cây bên ngoài anh em ơi, để mình giao lưu cho nó dễ. 56. Rồi 56 nha. Rồi xuống xíu. 62. Rồi 62 nha. Rồi ok anh ơi. Cái này đấy lắp lỡ anh em ơi, có nhiều trên quay cho anh em xem nhiêu nha. Cái này cái cũ quá nè, cũ nở nha, to, xương tàn lớn. Phúc á, chứ mấy cây tàn đẹp ra ngoài đẹp lắm nè, về canh chỉnh lại để ngon lành nè, tàn nè, điều do. Nói chung nhà vườn bán cũng dễ anh em ơi, anh em là chốt thành công bàn xong giá đó, đây người ta hỗ trợ nó bứng xếp cho anh em tới nhà 200 km. Còn anh em nào mà không an tâm chuyện bứng đó, có thể mình đến mình có nhân công đến làm đó, ở đây nhà vườn ta bớt thẳng cho anh em luôn. Rồi tiếp theo nha anh em, cây này cây mã số 5 anh em ơi. Cây số 5 này cao khoảng nhiêu vậy anh Phong? Cây này số 5 này ngang khoảng 4, cao khoảng 4m rưỡi, cao khoảng mấy chị xíu. Rồi cây này thì nhỉnh hơn nha anh em, nó tầm khoảng 4m rưỡi nha. Còn ngang 4m. Cũng tàn thiên nhiên, trồng thả luôn, một cốt đi lên. Bốn cái này mặt bông nó như nhau nha anh em, 5 đến 9 cánh hết nha. Bao chất lượng bông cho anh em chơi, nói chung nhà vườn chơi hàng năm có hình mặt bông hết nha. Rồi một cốt này về tẻ tẻ cho đều đều nha, tại những cái cành người ta trồng thả này thì nó dư rồi nè, giờ mình cắt cho nó gọn gàng lại theo ý mình cho nó dễ nha. Rồi để đây. Rồi anh đo em cái hoành có phải như anh Phong, cái để nó ra nó cắm xuống không nha, to 52. Rồi 52 nha. 64. Rồi 64. Rồi giáp dòng cho anh em xem. Nói chung cái hoành này ảnh đo đo nhiều thông số nha, nhiều khi nhà vườn người ta lần đầu tiên lên sóng anh em ơi, ta đo nhiều khi nó không biết cách sao, nghĩa mỗi người đo cách khác nhau nè, theo ý mình là không được nè. Còn mình mua bán thì mình cứ đến trực tiếp vườn, chứ nhiều khi đo thì nó chặt ý nhau cái nó cũng khó nè. Rồi cái này là mã số 5 nha. Rồi nãy giờ mình có dẫn anh em tham quan bốn gốc mai lô sau đó nè. Rồi bốn cây này là mình chốt giá cách sao vậy anh Phong? Bốn cây này em xin giao lưu với anh em là 200 nha. Em bao ship 200 km. Anh em nào mà thí dụ như có lợi tự bốc á, thì em vẫn còn ship chút đỉnh cho anh em nha. Dạ. Thấy hợp nhãn cây lô cho em, anh em mình thương lượng nha. Dạ. Là mình còn thương lượng nhẹ được ha anh. Đúng Phong. Rồi. Rồi 200 triệu anh em ơi. Sở hữu ngay bốn cây mai tàn thiên nhiên. Bông đẹp anh em ơi, hoành to nha, không có cây nào gớt 50 hết, 50-60. Nói chung ảnh đo cũng còn nương nương như nè. Mình cứ đến vườn mình xem chi tiết cây đi, sẽ rõ hơn. Rồi tính ra có 50 triệu một cây anh em ơi. Ảnh đã bao gồm phí bứng và xếp cho anh em 200 km nha. Rồi em nào muốn xế lẻ, muốn hợp nhãn mà 1-2 cây á, cái alo cho mình, thì giá cả anh em mình thương lượng nha. Rồi, nếu anh em lựa 1-2 cây vẫn bán nha, nhưng mà cái giá nó khác nha nè. Còn mua chốt hết thì 50 triệu một cây à. Alo anh Phong nha, để mình chốt lâu này.